Trong video này mình xin chia sẻ với mọi người cái mẫu áo khoác ha, cổ hai ve bâu rời ha. Áo khoác cũng đơn giản thôi, nó giả vét để bận phát ở ngoài ha. Cái phần phối ren nè, cái phần phối ren bên hông này nè bạn, nếu bạn thích thì bạn phối ren, còn không thích thì mình may giải luôn ha, may giải màu một màu ha. Rồi sau đây thì mình sẽ đi vào cái phần vẽ và may ha. Đây là số đo áo khoác nữ bâu rời 2 ve ha. Dàn áo là 46 xăng, vai 37, vòng ngực là 86, hạ đỉnh ngực là 24, hạ chân ngực là 30, cách ngực là 16 xăng, eo là 72, hạ eo là 36, vòng gấu áo, vòng lai áo đó là 90 xăng. Thì áo này nó không dài tới mông ha, cho nên mình không có đo vòng mông, mà mình đo vòng nơi mà cái áo dài tới đâu thì mình đo vòng tới đó ha. Tay dài 43 xăng, cửa tay là 24 chia đôi là 12 xăng. Rồi sau đây mình sẽ bắt đầu vẽ. Rồi từ dưới lai áo bạn lên cho mình 3 xăng ha. Hoặc 4 xăng. Rồi từ ngoài vào bạn vào cho mình là 1 xăng. 1 xăng này để chừa đường may ha. Tiếp theo thì mình sẽ lấy dài áo. Dài áo là 46 xăng. Rồi bạn hạ vai xuống cho mình là 1/10 vai ha, vai 37 ha, 1/10 là 3/7. Bạn vào cổ cho mình là 6 xăng. Ngang vai là 37 là 18 rưỡi. Rồi hạ nách ha, hạ nách thì bằng 1/5 vòng ngực, vòng ngực là 86, 1/5 là 17/2, mình làm tròn 17 rưỡi ha, mình trừ 1 xăng là còn 16 rưỡi. Rồi ngang ngực thì bằng 1/4 ngực còn 1/5 ha, ngực 86 chia 4 là 21 rưỡi, còn 1 rưỡi là 23. Bạn vào cho mình là 2 xăng. Rồi tới đây bạn đánh cong vòng nách nha. Rồi các bạn đo theo các cái hạ đỉnh ngực nè. Hạ đỉnh ngực là 24. Hạ chân ngực là 30. Hạ eo là 36.
sẽ lấy ngang eo ha. Ngang eo thì bằng 1/4 eo. Eo 72, 36 là 18. Ngang eo là 18. Cộng 1/5 cử động ha. Rồi cộng thêm là 2/5 bên ha. Rồi lay áo. Lay áo là 1/4 vòng lay áo ha. 90 chia 4 là 22/5. Cộng 1/5 là 24. Rồi. Mình sẽ nối ha. Mình sẽ nối cái đường sườn lại. Rồi cái đỉnh ngực của mình là ở đây, hạ đỉnh ngực là đây, mà cái cách ngực của mình nó là 16 xăng ha, chia đôi là 8. Mình sẽ kẻ dài xuống dưới cái lai áo ha. Và cái bên của mình là 2/5, mình sẽ chia đều hai bên. Mỗi bên là 1/25 ha. Bên mình sẽ vẽ bầu. Cái đoạn này là khi mình may á là mình sẽ may bầu ha, chứ không có may góc ha. Rồi, bạn xéo lên cho mình cái một cái bên nách ha, đây lên đây 8 xăng. Rồi cái bên nách á là bạn có thể đập 8 phân tới 10 xăng ha. Ở đây mình lấy 9 xăng ha. Rồi bạn sẽ đánh cong lên ha. Rồi, ở đây mình sẽ lấy cái bên. Mỗi một bên là 0,5 xăng ha. Rồi từ dưới này lên độ khoảng 2 xăng ha, mình sẽ vẽ cái bên. Và khi mà mình vẽ cái bên như vậy á, bạn phải chỉnh cái này ra cho mình một chút xíu ha, để khi mình ráp vào thì nó mới khớp ha. Chỉnh ra. Rồi mình sẽ vẽ cái cổ ha. Bạn vào cổ cho mình là 8 xăng. Rồi sau cổ ha thì mình sẽ lấy ngay cái điểm mà hạ chân ngực nè ha, mình sẽ nối thẳng xuống. Rồi cái đoạn cổ này 31 chia đôi
là 15 rưỡi. Bạn vào cho mình là 1 2 xăng ha, rồi 2 xăng để mình đánh cong cái vòng cổ này ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẽ cái lai áo ha. Rồi cái lai chỗ này bạn xuống cho mình 2 xăng thôi nha. Mà bạn sai dạt xuống cho mình 2 xăng. Thì bạn sẽ vẽ xéo cho mình vào 1 xăng. Mình ở đây là mình sẽ gắn một cái hai cái dây nơ hai bên ha, để mình cột lại ngay đây. Rồi mình sẽ cắt ha. Mình sẽ cắt sát một chút xíu nữa mình sẽ chiều đường mai sao mình cắt sát để mình vẽ cái thân sau ha. Cắt bỏ luôn cái phần ngoài này luôn ha. Nằm đặt lên giải thì mình sẽ chừa đường mai. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đặt cái thân trước lên ha, để mình vẽ cái thân sau. Rồi mình sẽ đặt thân trước lên ha, để vẽ cái thân sau. Bạn chầm dây lên cho mình là 1/10 vai, 1/10 dây là 3/7 ha. Ngang cổ trước mình vào 8 xăng, ngang cổ sau mình sẽ vào 8 xăng rưỡi. Hạ cổ cho mình là 3 xăng. Mình sẽ đánh cong cái vòng cổ. Mình sẽ đo cái vai này bao nhiêu thì mình sẽ lấy vai sau bao nhiêu ha. Sẽ là vẽ lại cái vòng nách áo. Mình sẽ vẽ lấy là cái đường sườn ha. Rồi cái lai sau sẽ ngắn hơn cái lai trước 1 xăng ha. Rồi như vậy là mình vẽ được cái thân sau.
rồi bạn sẽ sang dấu lại cái bên ha. Rồi khi đặt lên giải cắt á, thì bạn chừa được cái đường may cho mình ha, là 1,5 size, và cái lai bạn chừa cho mình là 3 size. Vai bạn chừa cho mình là 1 size, vùng cổ là 1 size và vòng nách là 1 size ha. Và cái đường này á, là cái đường nối nha. Đường nối thì bạn chừa lại cho mình là 1,5 cm. Mình sẽ nối đường sống lưng ha. Tới đây thì mình bắt đầu vẽ cái bâu nha. Trước khi mình rã cái thân trước này ra nè. Rã bỏ cái bên bên dọc và bên bên nách ra ha. Thì mình sẽ vẽ cái bâu trước. Cái đây là điểm chia đôi hồi nãy ha, điểm giữa ha. Rồi bắt đầu là mình vẽ thẳng cái đường vai này ra nè. Bạn sẽ qua đây cho mình là 2 xăng ha. Và bạn đặt thước vuông góc lên cho mình. Kẻ lên cho mình 10 xăng. Rồi đây là mình đặt thước vuông góc lên ha. Rồi từ đây mình đặt thước vuông góc qua đây. Qua đây cho mình là 8 xăng. Bạn sẽ đánh cong ha. Tới cái đoạn dưới này thì bắt đầu nó bằng. Đoạn cổ dưới này bằng ha. Còn cái khúc này mình sẽ đánh hơi cong lại lại ra ha. Rồi đây bạn cũng đặt thước vuông góc ra đây. Bạn sẽ lấy đều cho mình là 8 xăng. Rồi bạn sẽ lấy 8 phân ha. Từ dưới này thì mình sẽ như là từ mình muốn tạo một cái kiểu bâu theo cái ý mình thích ha.
là nó bự hơn, 8 phân đó. Tới cái đoạn này cũng là góc vuông nha. Đây là góc vuông luôn nè. Đó, thì cái lá cọ nó sẽ ra giống như vậy. Rồi ha. Tới đây thì mình sẽ tạo một cái hai cái ve. Mình có thể đặt cái ve thấp dưới này cũng được, mình cũng đặt cái ve lên trên cao trên gần vai cũng được ha. Đó là do mình khoảng cách hai cái ve này khoảng 3 phân rưỡi. Rồi cái phần này là mình bắt đầu mình viền ha. Đó. Đầu là mình viền, sẽ viền đều một phân. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ mình sẽ in xuống dưới giấy dưới để mình lấy cái dấu bầu ha. Mình sẽ sang dấu xuống dưới nha. Rồi sau khi in dấu xuống rồi ha, mình sẽ được một cái bầu à hoàn chỉnh này ha. Mình sẽ vẽ lại. Đó, từ cái ve này bạn vào cho mình độ khoảng là 4 phân rưỡi. 4 phân rưỡi, còn đoạn này cách nhau 3 phân rưỡi. Đó là cái bầu ha. Thì cắt thì cái này là mình sẽ cắt liền nha, xếp đôi lại cắt, và mình sẽ cắt là cắt vải xéo ha. Còn dưới này thì mình cắt dễ xuôi. Rồi mình đã cắt cái cổ theo cái đường phẳng vẽ ha. Mình sẽ cắt rời cái này ra và cắt bỏ ha cái chỗ này. Đó. Khi mình đặt lên cái keo ha, cái bâu này thì mình chỉ là cắt trên cái keo hột ha, keo giấy á, thì bạn chừa đường may cho mình một xăng, chung là tất cả đều chừa đường may 1 xăng hết nha. Đây là đường xếp đôi ha. Ở trên đây cũng vậy, bạn cũng chừa cho mình là 1 xăng, tất cả là chừa đều 1 xăng ha. Rồi đây là được cái bầu thân trước và thân sau. Bây giờ mình sẽ cắt cái tay. Mình sẽ đo cái vòng nách ha. Mình sẽ đo cái vòng nách trước. Bỏ cái ly này ra nha. Vòng nách trước là 18 rưỡi.
Rồi vòng nách sau là 41 rưỡi, nách trước nách sau luôn là 41 rưỡi ha. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ tay áo ha. Thì mình xác định cho mình một điểm đi, bằng đo xuống cho mình dài tay là 43 xăng, vẽ một đường ngang ha, và ngang cái ngang tay này sẽ bằng cái hạ nách áo thân trước là 16 xăng rưỡi ha. Hạ tay thì bằng 1/10 vòng ngực cộng 3 phân, 1/10 vòng ngực là 8/6 cộng 3 phân ha. Tám phần sáu cộng 3 phân là 11/6. Mình sẽ nói cái điểm này lại ha. Bạn sẽ chia cái đoạn này ra làm 3. Rồi bạn sẽ đánh cong ha. Đây xuống bạn xuống cỡ khoảng 0,3 xăng. Lên trên đây là 0,1 xăng. Và lên đây là 2,5 xăng. Rồi. Cái cửa tay của mình nó là 12 xăng. Họ sẽ đánh cong vào cho mình ha. Độ khoảng 1 xăng. Rồi cái tay bạn sẽ đánh cong lên cho mình là 0,5 xăng ha. Với cái thân trước á, thì mình sẽ giảm 0,5 xăng. Mình sẽ là đánh dấu thân trước ha. Rồi mình sẽ chia cái đoạn này ra làm 2 ha. Mình sẽ rã ra. Rồi khi bạn đặt lên giải thì bạn chừa cho mình đường mai nha, 1 xăng, đường sườn thì 1 xăng rưỡi, sườn tay 1 xăng rưỡi ha. Rồi trên đây 1 xăng hết nha, 1 xăng. Rồi dưới cái tay thì bạn chừa cho mình là 2 xăng. Dưới cái cửa tay ha, lai tay ha, chờ cho mình 2 xăng. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu mình rã cái thân trước ha, mình rã cái bỏ cái bên này ha. Rồi khi mà đặt lên cắt ha thì bạn nhớ chờ đường mai nha, 1,5 xăng, vòng nách thì chờ cho mình 1 xăng, 1 xăng ha.
một xăng, cổ một xăng. Còn nguyên cái này là bạn sẽ cắt cho mình nguyên một cái nẹp dài ha, nguyên một cái nẹp dài xuống tới dưới lai luôn nha. Bạn cắt cho mình cái nẹp khoảng là 4 đến 5 xăng ha. Từ 4 đến 5 xăng mình sẽ cắt một cái nẹp cong theo cái cổ như vậy nè. Rồi đây bạn sẽ chừa cho mình đường may là 1 xăng. Rồi cái lai áo thì bạn sẽ chừa bằng với cái lai áo của thân sau hồi nãy mình chừa ha. Lai áo thân sau hồi nãy mình chừa 3 xăng thì thân trước mình cũng chừa 3 xăng. Nhớ nha các bạn. Rồi đường cái đường này bạn chừa cho mình 1 xăng nha. Mình sẽ chừa cho mình 1 xăng đều. Và cái nẹp sẽ cắt bằng với cũng chừa ra 1 xăng luôn nha. Nhớ nha. Rồi nách vai chừa đều 1 xăng. Và cái nẹp mình cũng chừa, mình cái nẹp mình cắt 4 phân xong rồi mình chừa ra bên ra ngoài 1 xăng nữa nha. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ xong cái phần cắt cái áo khoác có bâu rời ha, hai ve. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.